nhằm tăng cường miễn dịch ngừa COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao. Trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng Tư vấn Sử dụng vaccine, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine ngừa COVID-19 như sau. Đối tượng tiêm Cán bộ y tế người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi nào và phụ nữ có thai. Liều tiêm Nếu chưa tiêm liều nào thì tiêm ngay một liều. Nếu đã tiêm thì tiêm thêm một liều cách liều trước đó từ ít nhất 6 tháng bằng vaccine được bộ y tế cấp phép sử dụng phụ nữ có thai tiêm một liều vào mỗi thai kỳ và tiêm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ ưu tiên tiêm vào giai đoạn giữa của thai kỳ